viên thông sắc trần, ưu bà Niṣada. Kinh văn: Upaniṣada liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con cũng được gặp Phật lúc mới thành đạo. Con quán tướng bất tịnh, sanh lòng nhàm chán, ngộ thể tánh của sắc, từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, tướng vi trần, đều quy về hư không. Thấy cả cái không và cái sắc đều là không, nên thành bậc vô học. Giảng giải: Upaniṣada có nghĩa là sắc tánh không. Ông luôn luôn bị quấy rầy bởi ham muốn tình dục mạnh mẽ. Do đó, Đức Phật dạy ông tu tập pháp quán bất tịnh. Việc này giúp cho ông quán sát được thân thể mình cũng như của người khác đều là bất tịnh. Pháp thực hành chính gọi là cửu tưởng quán. Một, tướng trưởng. Sau khi chết, tử thi bắt đầu phồng lên. Hai, thanh ứ tưởng. Sau khi phồng lên, thay chết dở ra ở những vùng bị thâm tím. Ba, hoại tưởng. Sau khi thay chết ngã màu xanh, nó bắt đầu dở ra. Bốn, huyết đồ tưởng. Khi thân thể tan hoại, máu và các thứ dịch chảy ra. Năm, nùng lạng tưởng. Mũ bắt đầu rỉ ra ngoài thân và bắt đầu mục nát. Sáu, trùng đạm tưởng. Mũ dở ra, thân rã mục, côn trùng đục khoét phần còn lại. Bảy, phân tán tưởng. Thịt bắt đầu tiêu tan mất. Tám, bạch cốt tưởng. Khi thịt đã tiêu sạch chỉ còn xương trắng. Chín, thiêu tưởng. Toàn thân bị thiêu và chỉ còn tro. Tro bay vào hư không và trở thành cát bụi, cuối cùng chẳng còn gì. Upaniṣada rất thâm đắm sắc dục. Ông ta để ý mọi người phụ nữ mà ông đã gặp và để ý đến sắc đẹp của họ. Người ấy đẹp như thế nào, đặc điểm của họ là gì và họ hấp dẫn ở điểm nào. Ông ta để hết mọi tâm lực vào việc này. Sau khi ông gặp Đức Phật dạy ông quán tưởng về chính thứ bất tịnh này. Upaniṣada liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con cũng được gặp Phật lúc mới thành đạo. Con quán tướng bất tịnh, sanh lòng nhàm chán. Con cũng vậy, gặp được Đức Phật ngay sau khi thành đạo. Thế Tôn dạy cho con pháp cửu tưởng quán, quán tưởng về chính pháp bất tịnh. Từ đó con nhận ra bất luận con người nào khi còn sống, dù có đẹp đến đâu, đến mức quý vị càng nghĩ rằng cô ta đẹp, càng khiến cho cô ta càng hấp dẫn. Tuy nhiên, khi cô ta chết đi, xác của cô ta sẽ trương phồng lên ghê tởm như bất kỳ xác chết nào khác. Xác ấy sẽ trở nên thâm tím, thịt da rửa ra. Liệu quý vị có còn yêu cô ta nữa không? Rồi máu mủ từ trong xác sẽ rỉ ra, xác chết bắt đầu thối rữa. Chó rất thích xác chết trong giai đoạn này, nhưng con người thì lại tránh xa, chỉ nghĩ đến thôi là muốn nôn mửa ra rồi. Chẳng thể nào hôn cô ta trong lúc này được nữa. Rồi trùng từ trong xác sinh ra, loài lớn có, loài nhỏ có, ruồi nhặng bay đến từng đàn. Chúng đến bên xác, và lúc này thì quý vị không còn thấy ghen tương gì nữa. Thịt tan rửa ra và chỉ còn xương. Lúc ấy được thiêu cháy và chẳng còn lại thứ gì. Nói cho tôi biết, người đẹp ấy đi đâu mất? Qua pháp quán này, con thấy chán tất cả mọi thứ sắc. Ngộ thể tánh của sắc, từ tướng bất tịnh. Upaniṣada nhận ra rằng dù con người có đẹp đẽ đến đâu, căn nguyên của nó cũng là bất tịnh. Tinh cha huyết mẹ là cội nguồn bất tịnh của thân người. Tướng vi trần đều quy về hư không, thấy cả cái không và cái sắc đều là không, nên thành bậc vô học. Đó là quả vị thứ tư của hành A-la-hán. Kinh văn: Như Lai ấn chứng cho con tên là Niṣada. Sắc của trần cảnh đã tận diệt, thì thể của sắc tinh diệu được viên mãn. Con do quán tưởng sắc tướng mà chứng đắc A-la-hán. Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, như sở chứng của con thì sắc trần là hơn cả. Giảng giải: Như Lai ấn chứng cho con tên là Niṣada. Đức Phật ấn chứng cho con, đặt cho con tên gọi là Upanisa, có nghĩa là sắc tánh không. Con quán sát sắc trần, thấy thể tánh của nó là không, ngay lúc đó nó liền tiêu mất. Từ đó con thoát khỏi mọi đắm chấp vào sắc, sắc của trần cảnh đã tận diệt. Do sắc trần bất tịnh của con không còn nữa, nên thể của sắc tinh diệu được viên mãn. Trong thể tính chân không, nó chuyển hóa thành thể tính vi diệu viên mãn. Con do quán tưởng sắc tướng mà chứng đắc A-la-hán, con được ngộ đạo. Vốn con là kẻ rất ham mê sắc dục, nhưng con đã vượt qua được điều ấy. Nay Đức Phật hỏi về pháp tu viên thông, như sở chứng của con thì sắc trần là hơn cả. Con nhờ quán tưởng về sắc trần mà chứng được đạo quả. Viên thông hương trần, Hương Nghiêm đồng tử. Kinh văn: Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát với chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nghe Như Lai dạy con quán sát thật kỹ về tướng hữu vi. Giảng giải: Hương Nghiêm đồng tử, hương nghiêm là trang nghiêm bởi hương trầm. Đồng tử không có nghĩa là đứa trẻ, là người quá nhỏ không biết điều gì cả. Đồng tử ở đây có nghĩa là vào đạo khi còn là một thiếu niên, là người xuất gia khi còn nhỏ chưa lập gia đình. Sau khi Upaniṣada giải thích xong về nhân duyên ngộ đạo của mình, đến phiên Hương Nghiêm đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát với chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nghe Như Lai dạy con quán sát thật kỹ về các hiện tượng hữu vi. Đức Phật dạy con rằng hãy quán sát các hiện tượng hữu vi thật tường tận chi tiết. Kinh văn: Khi con từ giả Phật về ngồi yên tĩnh trong liêu vắng, thấy các tỷ khu đốt hương trầm, mùi hương lặng lẽ xông vào mũi con quán sát hương này, vốn chẳng phải là cây, chẳng phải là hư không, chẳng phải là khói, chẳng phải là lửa, đến chẳng dính mắc vào đâu, đi cũng chẳng do đâu, do đó mà mọi ý niệm phân biệt đều được tiêu sạch và con đạt được vô lậu. Giảng giải: Khi con từ giả Phật về ngồi yên tĩnh trong liêu vắng, Đức Phật dạy con quán sát các hiện tượng hữu vi, con liền đi tìm chỗ để ngồi công phu. Thanh trai là nơi mọi người đều ăn chay và cảnh trí rất thanh tịnh. Hương Nghiêm đồng tử dùng ý này để xưng tán Đức Phật: Khi con ngồi nơi tĩnh lặng để công phu quán chiếu, thấy các tỷ khưu đốt hương trầm thủy. Hương trầm thủy tiếng Sanskrit là agaru, loại hương trầm này chìm xuống khi thả vào nước nên có tên gọi như vậy. Con quan sát hương này vốn chẳng phải là cây, chẳng phải là hư không. Con quan sát căn nguyên của mùi hương này, nó vốn chẳng phải là từ cây gỗ. Nếu nó chỉ do từ gỗ thì chẳng cần phải đốt lên nó mới có mùi hương. Nếu nó có do từ hư không thì mùi hương phải luôn luôn có, nhưng phải nhờ đốt lên mới có hương. Trước khi đốt lên thì mùi hương không hiện hữu. Mùi hương ấy chẳng phải là khói, hương cũng chẳng đến từ khói, cũng chẳng phải là lửa, đến chẳng dính mắc vào đâu, đi cũng chẳng do đâu, do đó mà mọi ý niệm phân biệt đều được tiêu sạch và con đạt được vô lậu. Nhờ con quán chiếu theo phương pháp này mà tâm phân biệt và sinh diệt của con tiêu mất, con chứng được quả vô lậu.